Hai, xin chào cả mấy anh em nha, chúc mấy anh em kiếm tiền thật nhiều nha, chào cả mọi người luôn nha. Bữa nay anh ba anh đem lại bọc ghẹ nè, cái con gà mái tao để trong bội chuồng trên đó. Dạ, dạ, rồi gà mái làm đi, rồi bây giờ tao chạy đi mưa ganh lên rồi, đó, đi bỏ tao coi rồi, rồi rồi anh đi đi ở nhà làm hay là cứ lên nữa. Rồi gọi ông đi đi, chạy đi qua bển rồi sao. Ok. Bắt gà bắt ấm nước cho nó lại rồi gà, cẩn thận cái gà quá nó ruột sai, cái nữa là gò quá sai đấy. Cũng kiếm một cắt nữa, không biết ruột nổi với anh ba hôm nay không. Dễ gì ruột nổi với anh ba à. Vậy là ở nhà làm đi ha. Ờ rồi ok. Rồi mấy anh em ơi, anh ba anh đem một mớ dẹm lại nè, bắt lên luộc. Bữa nay luộc xong rồi hơi chín chín rồi, sống sống chín chín đừng lỡ ra nghe mấy anh em. Xào với dưa hấu, bóc ra chứ lễ gì bóc ra. Xào với dưa hấu non nghe anh em, sắc sợi sợi ra. Còn bắp chuối ở đây thì hồi hôm nãy anh Cường cũng có nói rồi đó, bắp chuối để bào ra xong rồi bắt đầu trộn gỏi gà nha, cháo gà làm gỏi. Rồi bây giờ tới công đoạn mình cắt sợi dưa hấu ra nha, với bắp chuối nha mấy anh em. Lột vỏ ha, để vỏ anh mà. Lột vỏ hả? Dưa hấu lột vỏ ra nghe mấy anh em. Rồi bắp chuối mình bào sợi, cái bá này chắc cũng dễ rồi. Nói sơ sơ ngang chứ mấy anh em cũng hiểu ha. Rồi mấy anh em ơi, dẹm luộc chín rồi nè. Bây giờ đổ vô trong cái thau rồi ẩm nước lạnh vô, đừng bóc nó ra. Đổ vô thau không ba? Khỏi. Khỏi hả? Vậy nóng không? Đổ vô thau với cho miếng nước. Biết gì. Rồi bóc ra xong cái đầu mình xào với dưa leo nha. Ê quên lộn, dưa hấu non đây, dưa hấu non nè mấy anh em ơi. Đó có hành đồ luôn nha, giờ mình lột ra thôi. Rồi sau khi bắt cái nồi nước sôi xong rồi anh ba anh cắt cổ con gà rồi nha mấy anh em. Giờ dùng nước sôi nhổ lông nấu cháo thôi. Bên đây mắm chuối. Đây, bấm cũng bấm chú với mấy anh em ơi. Anh ba thì làm gà, mượn công việc mấy anh em ơi. Bằng mỗi tay rồi chút chút bắp chuối nãy giờ xong rồi mấy anh em ơi. Ba anh cũng trụng con gà sắp xong rồi. Gà này là gà nuôi ở nhà nha mấy bạn, là thả từ nhỏ tới lớn luôn nha mấy bạn, chứ không phải gà mua đâu nha. Gà nhà đây ở vườn mấy anh em ơi. Gà ăn lúa, nuôi lúa, ăn lúa không đó, không có nuôi cái gì nữa chứ, lúa không đó. Nó mới vòng vòng mắt cào cào với con này con kia ăn, thịt ngọt cực kỳ luôn, da vàng đẹp không, sạch sỉ
Dưa hấu rồi mình sắc sợi ra nha mấy anh em. Dưa hấu sắc sợi nha. Vậy đó không? Rồi, ok để đi nha. Kéo cò dao hả? Hỏi đằng đằng quán đằng kia cũng cũng cúp điện mà. Rồi sau khi nước sôi rồi mình mới thả gà vô nè mấy anh em ơi. Anh ba anh mới làm gà xong nè. Mới thả gà vô nước còn sôi. Này mình để nước sôi thì sôi mình hết thả gà vô nha. Cách nấu của mấy anh em ở đây của anh ba đồ ở đây là gì đó, để vô cái nó săn thịt lên liền ha. Rồi chút đem xếp file thôi, trộn gỏi là thường thường kêu xếp file á, là xếp file nó khác anh ba cũng nó từ tiếng hồi đó nó kêu xếp file, xếp file. Rồi sau này nó trộn gỏi tùm lum á, không biết từ nào nữa. Rồi sau khi gà đã chín anh ba anh vớt ra xong rồi nè mấy anh em ơi, ụt gà thả vườn cũng nhận thịt nó chắc dài nhắc. Giờ mình nêm mình nấu nồi cháo thôi, luộc gà xong rồi bỏ cháo vô nấu, gạo vô nấu cháo. Cháo đậu xanh. Rồi nêm nếm nước im mà đó nghe mấy anh em, cháo mà chắc cũng dễ nêm mà, ngọt xíu đường muối. Rồi con gà nãy giờ anh ba anh để nguội rồi, giờ xé ra mấy anh em ơi, xé phai. Xếp phai à, mới chịu à. Giờ chứ xé ra làm gỏi, bắp gỏi. Thì hai đó cũng như xếp phai, bắp gỏi, bắp chuối. Quá, thịt gà đồng dẻo quá. Dẻ ha. Thôi, thôi. Thơm thịt. Vàng. Đúng là gà thả rồi. Gà ta, thịt đá một cái. Còn gì bằng đây, còn nóng rồi. Ừ, còn hơi nóng hả, cái nãy giờ mới còn hơi nóng. Xé gà trộn chút xíu đường, bột ngọt, giấm, rau răm, rau răm, hành không. Trời chứ con gà để nãy giờ nó cũng vẫn còn nóng nha mấy anh em. Đem xuống xé gà vườn thịt công nhận nhìn đã một cái. Vàng gà mái. Thịt gà mái nó ngọt. Chảy nước miếng rồi mấy anh em ơi. Gà cà ký giữ mà chưa có trứng ta. Rồi à, chưa có trứng. Cái này gà nội mình mà. Có vậy trứng rồi mà chưa. Ừ, chưa có trứng. Rồi cái đầu trộn gỏi bắp chuối, rau găm, chuối, xíu đường, xíu bột ngọt, giấm. Rồi ai muốn trộn sao cho nó vừa nêm thì trộn. Đây nãy giờ để cái dĩa, cái dĩa gì, dẹm, dẹm, dẹm cò, dẹm cò, dẹm cò nghe mấy anh em, dẹm cò mấy chị à. Quay sát chụp tấm hình đây, con dẹm này kêu dẹm cò. Gì chị nói không?
xong rồi em vậy em xào gì quên này, nụ dưa hấu ngọt leo. Lắm ngọt lắm anh em ơi, ngọt lắm. Đây quên đây gia vị xào đây anh em ơi, ngọt ngay luôn. Đây dưa hấu sắc ra, dưa leo cũng có vài cọng dưa leo. Bên đây xả tỏi để khử con hàu, còn bên đây tỏi với hành. Sau khi chín rồi để tỏi hành sau đó, anh ba là để vô chung luôn. Phi lên à. Để vô để hến vô à. Đó gia vị gì đó. Phi lên nữa thơm mát luôn nha mấy anh em. Chiến à. Bây giờ anh ba anh bắt chảo mở lên thử dẹm nha anh em. Dẹm cờ rồi, dẹm cờ rồi, dẹm kia thôi đâu được. Dẹm cho anh được. Thì con chim chép bắt chuối là gì mà trước rồi. À, lỗi là lỗi gà đó. Lỗi gà. Có giấm không? Có, con giấm nhiều. Giấm rau răm, mua rau răm. Trộn mới được. Gà giấm rau răm mới ngon. Rau răm với giấm. Giấm gì chưa, giấm đây à? Có không nhớ, tưởng nó có mà. Có cho ba duỗi đó mà. Có mà. Anh nói bữa nghe nói sang tên cho ai đó. Trời thơm quá nó anh em ơi. Trời ơi mùi mỡ tỏi hết sảy rồi. Cái ớt này 175.000 ký. Giờ thả vô trong cái lu trước nó bị rộng. À, ít đồng hay ít nuôi, ít nuôi quá. Ít nuôi, ít đồng rồi bán gì có 55.000 ký. 55.000 ký hả? Ừ. Tôi cũng thắc mắc nữa là mà mua cái gì bán cái nấy, mua nửa cái đầu không bán kìa. Thì bò trời là đa số là đầu bò phát, cho nên thử nó lớn đóng hàng đến 30 ký, tương hàng dưỡng 3 triệu á. À. Mà bán chỗ nào thẻ chỗ đó mà sao tại sao mua nửa đầu nó không bán là sao ta? Ừ. Tao hỏi chứ có cái đầu nào nó nhỏ mà 12 ký gì không, 15 ký trở lại không, không có thôi. Trời ơi. Tôi không thấy nó để cái đầu cũng bự lắm mà không biết ký. Trời, đầu bò nào mà 30 ký dữ ra trời. Đầu bò 30 ký rồi mà. Có đầu bò cho Mỹ. Đó, để dẹm vô xào xào lên nó thơm một cái quá anh em ơi. Thứ gì nữa mà chịu nổi. Chịu nổi ha. Ừ. Đó, xả ớt. Xả ớt luôn, tỏi luôn. Rồi thơm quá. Rồi món này bảo đảm là chụp bạc luôn anh ba ơi. Đây, đường bột ngọt đây nè. Mắm nè. Sẵn mồi mà thịt mà đủ tinh mà bợm nhậu là chiều nhóc hết trơn. Nhóc hết trơn. Mằng thì ra mồ hôi. Rồi bây giờ tới cái khâu trộn gỏi nha mấy anh em. Rỏi, tỏi, bằm với ớt. Cái này của hành tím. Nói lại đi. Thiếu đường rồi. Với giấm nha, giấm nhà nuôi nha mấy anh em. Này trong vườn mà. Ngọt, đường. Đây là gà. Ngọt, đường. Gà. Gà vườn tránh cống. Gà thả không nhốt. Nó muốn ngủ đâu nó ngủ. Còn giờ nó ngủ cho đã vậy vô bụng. Gà xếp hai. Đó. Chén nước trộn gỏi nè mấy anh em ơi. Xếp phai. Lâu quá không có nói tiếng xếp phai. Gà xếp phai. Là cái quần nó gách làm hai.
spy nghe mấy anh em ơi. Đường đi. Mày vô. Thử lô cán ngay cái bong bóng. Hết đường luôn, nhét hết luôn đi. Niêm ơi, có bột ngọt không? Khỏi à? Chút đường, chút bột ngọt. Ngọt nha. Rồi. Cái rửa vô chút xíu. Rau găm, rau ngò ôm, rau thơm. Hống nhũi đồ sắt ra. Trộn vô. Mới trộn bên gà nhưng mới trộn bên đây. Bên gỏi. Đây bên gỏi mớ, bên gà mớ. Rồi gà hồi mình đổ vô trộn chung ha, để riêng em ơi. Riêng hả? Vậy để dưới gà gấp lên, để lên. Để trên. Rồi. Là mình chế vô gỏi với gà luôn hay là chế bên gỏi không? Gỏi gà luôn. Gỏi gà luôn. Thêm chút nước mắm cho nó đậm đà ha. Xíu nước mắm em anh em. Chắc hồi bầm thêm chén để chấm nữa. Ờ, của anh còn có hũ nữa nè. Hồi mượn cái hũ này chấm. Thì cũng hơi nước mắm thôi, chấm cái đó. Chấm là đúng bài luôn. Rồi chế bên gà miếng mấy anh em bên đó, miếng vô gà, miếng vô gỏi. Trộn lên là xong. Trộn lên là xong. Rồi, sau cái các món là nãy giờ mấy anh em là anh ba anh làm xong rồi nha mấy anh em. Đầu bếp đẹp trai của tôi nè. Đây, dĩa gà, gỏi gà. Ở đây nguyên thau gỏi gà luôn. Ở đây thì dẹm cờ nha anh em. Dẹm cờ xào gì anh ba? Xào dưa hấu nụ. Xào dưa hấu nụ nha, dẹm nha. Đâu có lọt ngớt vô đây nữa ta. Trời, anh ba anh chờ anh giấu ngớt dưới trời. Có còn ếch luôn á anh em ơi. Ếch trời. Mà mình, nghe, mình chụp tấm hình nè anh luôn mấy anh em ơi. Cái này phải lo ăn lo, phải lo ăn ngủ thì ăn ngủ. Ngủ chưa? Đâu, cái này lo toàn lo ông. Cái này tôi nghi ăn. 5130, 18130. Rồi, xong. Lo mấy 3 triệu hả vậy? Lo mấy chục ngàn. Rồi. Thôi rồi bỏ đi. Rồi. Vô thôi mấy anh em ơi. Đầy đủ chưa? Thằng ấy mà ăn cháo hay gì gan luôn. Chừa thịt có đầy đồng bàn không? Để đồng bàn không? Thuốc có đủ chưa? Rồi để đi. Nhiều lắm. Một hồi chưa nữa, còn nữa. Rồi vô. Ăn luôn đi. Vô anh ba ơi. Đầu bếp. Vô anh còn ơi. Vô. Vô. Rồi mời cả anh em luôn nha. Ví rượu nha. Mồi này uống bia uổng lắm anh em ơi. Uống miếng nước vô mới được. Cái tông quen rồi. Uống rượu là phải uống nước. Sao anh Tuấn? Sao rồi? Còn không? Không làm tôi hèm quá. Trời ơi. Ai cũng nha, ngỗng là mình cũng thèm mấy anh em ơi. Gà vườn thì nó phải thèm mà anh em ơi. Cái này ăn lúa từ nhỏ tới lớn luôn chứ không có mà lộn xộn mấy kia vô. Mình ăn gà này cảm giác gì nó đã một cái phải không? Đây quay sát vô gấp một miếng anh em ơi, thèm quá rồi. Anh ba anh làm mà mình thèm luôn á. Trời ơi, đưa vô. Cháo đồng quê luôn. Cháo đồng quê luôn. Cháo đậu xanh luôn mấy anh em ơi. Đây tôi cháo đậu xanh. Được rồi, không? Mời mấy anh em cái nha. Để thêm miếng nước mắm là về. Sao, được không? Thêm xíu mắm đó, nó có mắm để trong đó. Thêm miếng. Rồi, mời tất cả anh em nha.
ok. Cái vị chua chua ngọt, à, có mùi tôm của rau tôm, rau húng nổi nó hòa quyện với thịt gà với chấm vô nước mắm đó mấy em, mắm cũng vô chua ngọt luôn, cay cay hết sảy luôn, hòa quyện nhau ra cái mùi thơm quá, thơm mùi thịt gà. Cho anh Mạnh vô anh Ba, anh Mạnh vô đi, ông làm sáng giờ cũng đói bụng rồi. Dầm chén ớt chấm dẹm nghe mấy nè. Rồi vô con gái đi, không... mời mấy anh em nha. Ngày nào cũng đi làm dao thôi rồi. Vỗ đùi. Trời ơi, đã gì đâu, đưa vô một miếng sướng. Ngọt ngọt ngọt, đã ha. Ngon quá mấy anh em ơi. Đâu mình thử một miếng dẹm ơi mấy anh em ơi. Dẹm xào nụ dưa hấu nha. Dẹm cờ mới chịu nha, dẹm thường không chịu đâu nha. Dẹm cờ nó kêu con dẹm chép. Dẹm chép. Không có cờ. Dẹm nha mấy anh em. Dẹm cờ. Dưa hấu nó ngọt rồi. Còn dẹm nó cũng ngọt với béo. Muối chạy độ các bạn. Chạy độ. Ngon quá. Trời dưa hấu ngọt quá anh em ơi. Làm đi. Tới chuyện không? Tới không chuyện không? Nguyên đi, nguyên đi anh Ba, giúp chưa từng ăn hả? Nhiều, nhiều vô luôn. Chưa ăn dẹm xào này. Ngọt quá. Ấp phê. Làm cái đi mấy anh em ơi. Dượng Ba vô anh Ba với Dượng Ba ơi. Rồi mời tất cả anh em nha. Đi ngủ nha. Sao chớ hùng lên. Đã quá. Điện nó coi. Rồi mình làm thêm một miếng gà nữa nghe anh em. Không có hùng mà. Hùng bạn con. Cái này gì vậy trời? Sao mà dính vô đây vậy ta? Nói vô gọi ai nó trời. Dính làm thí luôn. Thí luôn. Gọi đi. Rồi ghé vô anh ơi. Trời ơi. Đúng là gà mà thả giường từ nhỏ tới lớn là nó ngon. Có luôn, có luôn. Cái này khúc gần cổ mình bóc luôn mấy anh em ơi. Chơi chơi luôn. Giúp luôn. Đây khúc gần cổ đây. Ăn con gà mà thả giường, gà này là gà đổ, gà đá nha mấy anh em. Chứ không phải là gà, mà gà mái. Mà gà còn tơ nha. Không phải nghe đó, không đúng cái. Không đúng cái gì đâu, là chạy chạy đủ kiếm gì đâu khác ơi. Mở cả anh em ha. Dạ, cái gì Dương Ba nói vậy? Gì đông bê bê đàn. Gì đông bê đàn. Đưa cái cụ mà anh đông bê đàn gì nè. Thấy nè. Này bê đàn. Đã quá. Nó ngọt quá trời ngọt rồi. Gà đúng là gà dừa, gà thả từ nhỏ lớn nó ngọt một cái. Rồi vô anh ơi. Mà đâu sao đu cháo đồ xanh nó lên đây ngủ mát quá ngủ được nữa. Chắc chạy giờ lắm xíu. Không sao có ướt người. Mời bốt rồi ba cái này sắc cho nó dày giống như mấy miếng hồi nãy ăn đầu. Dày mới ngon. Anh làm miếng gà coi trời. Làm vô quay cái ăn miếng gà coi.
nãy đưa ngủ đấy. Đưa cháu đi này coi ngủ thấy. Trời ơi. Bộ anh nó dễ kiếm gà ăn lúa từ nhỏ tới lớn sao anh? Đây đây để đưa cho chơi ngủ cho em. Nè, rượu gạo. Dứt đi. Cháu. Anh Cường, anh Cường dứt cái đùi cái anh Cường. Trả lời. Tôi làm phải bự bự gì không á? Tại tôi. Tại tôi. Tôi sắc hơi bự. À, vô cái cho anh ăn coi sao chạy mà không nhảy quậy chạy. Chạy chạy hay rồi. Vô. Vô. Trời ơi, lập mẹ lập tao gấp cho mày cái tao cái tao không muốn gấp cho ai chứ. Sớm giờ lên gì mới lên quay. Giờ công anh ba cực khổ. Anh ba kìa. Để. Công anh ba cực khổ. Anh ba. Vô ông cặp tôi coi ông cặp cho tôi quay mấy coi. Lấy mà lên clip rồi quay. Rượu đi. Rót. Rót. Dùm cái anh Cường nè anh dứt cho em miếng nồi em quay cái trời ăn gà không quên gà gà dương cục bự bự không quay cục chút xíu xíu gà nấu cháo rồi trên trời ơi sao sương không hả vậy đi rồi vô cái nữa cái này đụng để anh ba ăn cái bữa nhà anh Cường nổi tiếng luôn đó ta. Thằng Lý Quỳnh cái cảnh này nó nằm ở đây hoài. Trời ơi. Anh bà anh cắn thấy thèm thì ghê luôn. Không có còn lão quá ngọt. Thôi, tới anh Cường đi. Nghe nó cho nó kêu coi. Bây giờ gót đầy lại cái một hết trơn đi để lột sọt gì quá. Lọc sọt vậy xong bên đây hết trơn còn mẹ nữa. Bởi vậy dưỡng hết cũng hết đi. Lọc sọt kỳ quá. Đó rồi đó bắt đầu rồi. Tính theo đi. Cái này gà hôm qua món gì anh Cường? Hả? Hôm qua món gì? Ngày hôm qua theo vô. Không chưa kịp ăn nữa kìa. Rồi mời cả anh em cái nữa nha. Tao quên mày đó. Em mày lại mày dở cái nắp thùng phi đó cái gì trong đó. Quên hoài. Kiểm tra lại coi. Kiểm tra giùm coi. Đâu đâu mày làm ơn giùm cái coi nó có xì đâu không? Có xì thiệt. Dở lên ơi. Mình chơi cái khúc cánh mấy anh em ơi. Rồi mời mấy anh em cái này nữa. Cái mình gì ăn, trong đó? Các dừng quý giáo tại đây nha mấy anh em. Rồi mời mấy anh em ăn cái cánh nha. Chơi luôn. Quá ngon. Quá ngon. Gà mà ăn cái cánh còn mẹ nữa. Không phải. Không phải gà này ăn lúa từ nhỏ tới lớn mấy bạn ơi, bởi vậy nó thịt nó ngon quá. Đã đâu nói mày là 24 quá. Đều có lô 24 gì đâu.